Kim. Mà siêu nhân màu gì vậy? Em lén rồi. Nhưng mà em come out chưa? Dạ chưa. Chưa. Mấy bạn nam mà hôn nhau tình cảm thì ba mẹ nó trời sao mình ghê quá, sợ ghê sợ quá nhỉ. Em nghĩ là phản ứng mạnh nhất á, ba mẹ sẽ đuổi mình khỏi nhà. Có những chỗ làm không nhận LGBT. Đúng, đúng, em đã đi nhiều chỗ không nhận LGBT. Người ta nói như thế nào em? Người ta nói là nhìn sao sao á. Ờ, người ta nói vậy luôn. Đúng, chịu với cảm giác nó không được. Ừ. Nên bắt buộc em phải công khai. Những bạn trai á, mà trong cái khoa của em là khoa sư phạm mà. Cho nên là gặp mấy bạn này nhiều lắm. Cho nên là cảm nhận đầu sư tiên sư phạm nhiều lắm hả? Dạ. Thôi thiệt chứ chị, thôi thiệt chứ chị. Nói tới tình cảm là khóc. Bèo chú. Có lúc mà bạn Ti đây nè, bạn... Em cảm nhận được cái sự khác biệt ở trong mình nó lâu chưa? Lúc còn bé thì em cảm thấy mình bình thường, em cũng chơi mấy cái trò của con trai mà áo siêu nhân bình thường. Ừ. Mà siêu nhân màu gì vậy? Màu xanh, màu đen, em cũng thích, thích màu đồ siêu nhân lắm. Mà có thích có màu hồng không? Không, thích màu hồng. Tinh học cấp 1, cấp 2 em cũng thấy giới tính em bình thường thôi. Nhưng mà lúc đó thì em cũng có nhìn mấy bạn đẹp đẹp á, con gái đẹp đẹp thì em cũng mến mến, do mình đó học giỏi mình dễ thương thì mình cũng để ý kiểu mình hơi hâm mộ, hơi thán phục, đúng, đúng không? Rồi, chứ phải là yêu. Rồi lúc đấy em thì chưa nhận ra, nhưng mà những người xung quanh có nhận ra không? Họ có trêu em không? Hai thì em nghĩ là có người nhận ra rồi. Dạ, họ cũng hay chọc chọc, em cũng bình thường lắm, em cũng bình thường lắm, em cũng nói gì tới họ nó sao nhìn nó ẻo lả quá gì đó. Cứ khi là ở trường hay còn ở nhà em bình thường. Rồi đến bao giờ em mới xác định được bản thân của mình? Lúc em lên cấp 3 học là bắt đầu giữa lớp 10 là em phát hiện được là mình giới tính này, giới tính thứ ba là thuộc LGBT. Dạ, là rồi. Em là gay. Làm sao em tự dưng em phát hiện ra như thế? Lúc đó thì vào năm giữa lớp 10 thì em có đi chơi một nhóm bạn, lúc đó lên em chưa biết ăn diện này nọ hết. Sau đó mình chơi một nhóm bạn xinh xinh không à, mình làm theo, mình hỏi biết quyết làm đẹp. Cái giờ mình đẹp lên, cái lúc đó em có quen một cái bạn trong nhóm đó. Em thay đổi xong cái bạn đó mới đầu thì cũng chưa có gì, bây giờ cái thái độ của bạn đó thích thích mình. Lâu ngày cũng hai đứa quen nhau. Quen được lâu mà đâu hề? Gần 3 năm. Oh, wow. Em học hết cấp 3 luôn. Là tình đầu của em là quen được 3 năm, vậy là giỏi đó em. Tại vì tình đầu tiên thường anh thấy nó hay chóng bánh lắm. Tại vì mình chưa có kinh nghiệm này, mình cũng biết yêu làm sao, rồi làm sao mà kết thúc. Lúc đó là học xong cấp 3 là em lên Sài Gòn làm. Mình kết thúc trước khi mình lên Sài Gòn hay là? Lên Sài Gòn được 2 tuần bắt đầu mới kết thúc, em không yêu xa được. Thứ hai là em bị lúc đó em bị cảm giác là em theo nhịp sống của Sài Gòn á, nên em muốn về quê nữa, bạn cứ về chơi em cũng không về. Là nó em bị cuốn đi phải không? Nó nhanh cuốn quá. Cuốn theo cái đô thị trên này. Đến bây giờ có bao giờ hối hận không đâu hề? Cũng sẽ có hối hận, tại vì cũng lỗi do em. Nhưng mà thứ hai em sẽ nghĩ là do mình hết duyên rồi, nên em cảm thấy sao rồi tụi em sẽ vui lại. Sao anh em tiếc ghê. Rồi sau đấy em có quen ai tiếp không? Em ở ba mẹ cho nên là mấy tháng. Sau đó em mới lên trước em làm. Tầm 1 năm em quen được một bạn nữa. Đó là đi chơi, quen bạn đó trên Bình Tân. Đi chơi là tìm quanh đây á, thì cũng quen được gần năm mấy, 2 năm. Thôi nhưng mà em quen cũng lâu quá chứ hả? Em được 3 mối tình, mà mối tình là cũng lâu á. Cũng từ 3 đến 2 năm, 2-3 năm. Khi em quen như vậy gia đình biết không? Em come out với bố mẹ chưa? Không biết em quen. Em cũng không dám công khai luôn. Nhưng mà em come out chưa? Dạ chưa. Chưa. Chưa mà có khi em ý định come out mà em thấy xem TV này nọ, ba mẹ hay thường mới nhìn các bạn nam với nam á hơi kỳ thị phải không? Hơi kỳ thị nên em sợ. Em chưa come out biết bố mẹ còn hơi kỳ thị mà dám đưa chương trình về đây. Em lén rồi. Nếu em nói thẳng không được, nhưng em muốn nhờ chương trình cho ba mẹ, thông qua chương trình mẹ sẽ hiểu không? Nhưng mà khi mà bố mẹ xem những chương trình về LGBT đó thì cái phản ứng của bố mẹ nó tiêu cực như thế nào em? Là bố mẹ nói gì, bố mẹ suy nghĩ gì á? Em thường thấy là mấy bạn nam mà hôn nhau tình cảm thì ba mẹ nó trời sao mình ghê quá, sợ ghê sợ quá nhỉ. Có bao giờ bố mẹ đặt câu hỏi với Đông Hỷ à? Dạ không. Nếu chương trình này phát sóng, em có nghĩ là phản ứng của bố mẹ sẽ như thế nào không? Hay em nhờ chương trình này với em lúc này em cũng càng thể hiện ra nhiều hơn rồi. Thứ hai là em thì em cũng 25 tuổi rồi, nếu mà em giấu giới tính ra ngoài công việc em muốn thuận lợi, tại em thích bên ngành truyền thông với bên ngành nghệ thuật. Nên em muốn công khai bản thân mình ra để xin việc làm hơn, chứ mà giấu cha mẹ ba mẹ không cho làm đó, mẹ cứ làm những việc em không thích, em chỉ làm kiếm đồng tiền thôi chứ em không có đam mê á, nên không
chú tâm vào nó. À, anh có câu hỏi này, ví dụ em muốn làm về truyền thông, về nghệ thuật thì em đâu cần come out, em mới có thể làm đâu, chỉ cần mình đủ khả năng nè, mình học tập đủ nè thì mình sẽ làm thôi chứ. Mặt cũng sẽ đưa nhiều hơn. Ừ. Nên em cần come out cho mọi người, gia đình biết luôn, em sẽ dễ làm trong ngành truyền thông hơn. Nếu mà em giấu giếm rồi ba mẹ sẽ không biết, không cho em làm trong ngành đó. Mẹ bắt em làm những việc như là công ty này nọ thôi, mà công ty em không thích làm. Em có hợp với cái gì là đó. Em đam mê mấy cái nghệ thuật rồi mỹ thuật này nọ các thứ hay không? Nghệ thuật, cái truyền thông em thích cái này. Anh hiểu. Theo em nhá, cái phản ứng tiêu cực nhất mà bố mẹ sau khi xem tập Real Life này là gì? Em nghĩ là phản ứng mạnh nhất á. Ừ. Sao mẹ sẽ đuổi mày khỏi nhà. Ừ. Rồi em chuẩn bị như thế nào? Em sẽ sẵn sàng đi. Khó lắm nha em ơi. Tại vì hiện tại em chưa có công việc ổn định, nên em nói trọng cái trọng lượng, cái lời nói em nói ra không có giá trị. Nên ba mẹ sẽ không nhìn thấy cái giá trị của mình mang lại, chưa có thấy thành tích của mình hết á. Nên ba mẹ không có tin tưởng, và ba mẹ đã kỳ thị cái giới này rồi. Nên phải càng làm để cho mẹ chứng minh cho ba mẹ. Thì vì cái công việc của em chưa ổn định nè, kinh tế chưa ổn định nè, thì làm sao em bước ra ngoài đó và em tồn tại được, để em chứng minh cho bố mẹ em biết là em có thể vững chãi được. Nên cái thời điểm này có phải là thời điểm thích hợp hay không? Em nghĩ là thích hợp. Tại vì em có 25 tuổi. Ừ. Lớn tuổi, không lớn tuổi mà trẻ tuổi cũng trẻ tuổi nữa. Nhưng mà ý của anh là như vậy nhá, kinh tế chưa ổn, công việc chưa ổn, em ra ngoài, em phải thuê nhà, em sống, em phải chạy ăn từng bữa, em phải sinh hoạt phí tất cả các thứ. Em nghĩ em sẽ làm được, tại vì do em công khai, em sẽ thoải mái hơn. Ừ. Còn nếu mình chưa, em thấy em kiềm lắm. Có khi lại chỗ xin việc làm đó, họ không thích. Bảo ba mẹ bắt buộc phải làm chỗ đó, mà người ta không kỳ thị, không có nhận giới tính đó. Mình cũng khó làm lắm. Có những chỗ làm không nhận LGBT. Đúng, đúng, em đã đi nhiều chỗ không nhận LGBT. Người ta nói như thế nào em? Người ta nói là nhìn sao sao á. Người ta nói vậy luôn. Đúng, chịu với cảm giác nó không được. Ừ. Nên bố mẹ em phải công khai. Thế bây giờ nhân chương trình này luôn đi. Nếu mình không nói trực tiếp được thì mình nói qua chương trình nhá. Dạ. Em nhìn vào máy quay này, em gửi lời đến bố mẹ thật là chân thành nha Đông Hỷ. Con làm chương trình hôm nay là con giấu bố mẹ rồi. Tại vì bố mẹ chưa hiểu về giới tính của con, nên thông qua chương trình này con muốn ba với mẹ sẽ hiểu giới tính con hơn, chấp nhận con. Con hứa là con sẽ thành công, và con sẽ tạo giá trị cho bản thân mình để không được mọi người kỳ thị nữa. Cháu xin thay mặt các bạn trong cộng đồng gửi đến cô chú một vài lời như thế này, là cháu cũng là một cái người đã gặp rất là khó khăn trong cái việc come out với bố mẹ. Nhưng mà cháu sau khi come out xong, cháu cảm thấy bản thân mình có trách nhiệm hơn, và rất là muốn sống trọn từng cái giây phút trong cuộc sống của mình, có trách nhiệm với gia đình và với tất cả mọi người xung quanh. Nên cháu mong cô chú cho Đông Hỷ một cái cơ hội để có thể chứng minh bản thân của mình là Đông Hỷ có thể làm được, và để cho cô chú an tâm là dù bất kỳ giới tính nào thì khi mà mình đã cố gắng trở thành một người có ích thì mình vẫn có thể làm được. Và hy vọng là cô chú có thể thông cảm cho bọn cháu. Anh hy vọng là em sẽ ổn nha. Yeah. Anh rất hy vọng như vậy. Yeah. Em làm ở đây được bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Dạ, em làm ở đây được gần 1 năm rồi. 1 năm. Ai dẫn em vào đây làm? Em tự xin, tại em thấy mấy anh chị cho bảng á. Ừ. Anh tuyển nhân viên, nên thứ hai cũng gần nhà em. Xin mà có khó khăn gì không em? Dạ không, mới vô là chị thích liền. Thích à? Chị có nói tại sao chị thích em không? Chị mới vô chị nói em dễ thương, ai nhìn em vui vẻ. Ừ. Tại mới vô em cũng vui cười với mấy chị á. Để mà tiếp khách thì vui vẻ thấy cũng quan trọng. Đúng rồi. Ừ. Rồi mới vào làm có lóng ngóng gì không em? Có, mới làm thì mấy ngày đầu, 3-4 ngày vỡ đầu ly vỡ tắc không? Không có vỡ, mà sau này mới vỡ. Sau này bưng nhiều em lại vỡ. Em bị rung cái em vỡ. Còn mới vô thì không có vỡ. Kỹ lắm, mới vô mình kỹ đó, nhưng bưng ít từ ly. Sau này mình quen mình bưng hơi nhiều lên. Ừ. Cái khi mình chợt chân á, cái độ mà cũng 1-2 cái không có nhiều. Em thích công việc này không? Công việc thì em làm chỉ là kiếm tiền thôi. Ừ. Chứ em cũng không thích lắm. À, tại đây là em đang phụ gia đình nữa. Có phụ được gia đình luôn. À, thế giỏi rồi. Đưa cho ba mẹ em. Ừ, thế là giỏi rồi. Em chỉ giữ một phần nào thôi. Ừ. Chứ em không có giữ hết. Dạ, tại gia đình em khó khăn lắm nên em phải làm phụ với ba mẹ. Ừ. Mấy anh chị trong quán khách thích em lắm. Em thoải mái, chuyện với em vui vẻ. Ừ. Em phục vụ nhiệt tình lắm. Em chị thích. Vào đây em có chơi thân với ai không? Em chơi thân với một chị. Một chị? Là cũng làm trong quán, đang làm trong quán. Chị này làm cũng lâu rồi. Ừ. Mấy năm rồi. Em vô đây thì mấy ngày đầu thì cũng em mắc cỡ á. Cái chị lại nói chuyện với em. Ừ. Cái chị em nói chuyện qua lại cái hiểu, cái chị hiểu giới tính của em. Em có hay tâm sự chứ lắm. Hay chị em nói nè nó kia cái sau này, hay chị em giỡn nói kia nha. Rất là hợp. Chị chủ chửi giết luôn. Là hai đứa sau mà bán một cái giỡn hoài. Em có chuyện gia đình buồn, hoặc là chuyện tình cảm, hoặc là chuyện gì với em đó, em hay nói chị biết. Em cũng ít nói chuyện ba mẹ. Em thích ở quán hơn hay thích ở nhà hơn? Em thích ở quán hơn. Đúng không? Ở quán em sẽ sống thật cho bản thân em hơn. Tại anh thấy bạn ấy ở nhà với lại ở quán, cái năng lượng của em khác nhau. Dạ đúng rồi. Ở nhà em cứ rụt rè làm sao á? Tại ở nhà em
em bị thu mình lại á. Không ngờ quá em bung xỏ. Sợ bị lộ phải không? Sớm em cũng nhiều chuyện á. Và đấy anh có thấy mọi người đi qua đi lại nhìn quá trời có đất. Tại em đi làm em cũng hơi trang điểm tí á. Cái càng ngày lúc này em đi làm em hơi trang điểm, với em hơi diện diện nên á. Cái mấy hàng xóm nói là sao bữa nay ở nhà ba mẹ, ở nhà em tên Khoa, em tên trong giấy luôn là Khoa này, sẽ đi làm rồi đó, trang điểm này nọ kỳ cục chị. Cái là ba mẹ nói nhắc nhở em. Nhưng mình vẫn làm đúng không? Giờ em thích đẹp lắm. Em thích là em đi làm phải đẹp em mới đi làm được. Mới tự tin đúng không? Đúng rồi. Mình làm việc mình giao tiếp nhiều mình phải tự tin chứ. Tự tin. Thế mình ngày nào cũng gặp khách nhiều mà. Ơn rồi, bé Na đây rồi. Chị Na thân yêu của em. Rồi em ngồi nhá. Ấn tượng đầu tiên của em khi gặp Đông Hỷ là gì em? Thôi gọi là bé Ti đi ha. Đúng rồi, gọi bé Ti đi. Ngày đầu mà em gặp Ti thì em nghĩ là bé này chắc là tính tình chắc là vui vẻ lắm. Hồi lúc em học đại học á là những bạn trai á mà trong cái khoa của em là khoa sư phạm mà. Cho nên là gặp mấy bạn này nhiều lắm. Cho nên là cảm nhận đầu sư tiên sư phạm nhiều lắm hả? Dạ. Thôi thiệt chứ chị, thôi thiệt chứ chị. Cái khóa của em là như được 5 bạn trai thôi à, mà 5 bạn đều như vậy đó. Là khi em nhìn là em bắt, dạ đúng rồi. Bắt xuống đài luôn. Em nhìn là em biết. Ban nãy Ti có kể em là cái người giúp đỡ Ti rất là nhiều trong công việc á, rồi chia sẻ rất là nhiều điều trong cuộc sống. Yeah. Thì em thấy Ti có những cái khó khăn nào mà Ti đang gặp phải? Trong cuộc sống thì Ti khó nói ra cái con người thật của mình. Đối với bạn bè thì Ti thoải mái hơn, còn gia đình thì có vẻ là chưa chấp nhận được Ti á. Nên là Ti cũng hay nói chuyện với em về gia đình. Nhiều khi bạn cũng muốn nói cho ba mẹ là người lớn nghe nhưng mà lại họ lại chưa có suy nghĩ cùng giống như bạn, cùng quan điểm với bạn. Thì bạn nói chuyện với em thấy là cũng tội nghiệp. Có lúc mà bạn Ti đây nè, bạn nghĩ quẩn luôn á. Em cũng sợ dữ lắm. Tự nhiên bé làm chung mình mà nó lại đi nói vậy, nó nghĩ cái gì mà nghiêm trọng như vậy. Là về áp lực của gia đình hả Na? Tới mức mà phải như vậy luôn á. Chắc là Ti cũng chịu đựng khoảng thời gian rất là lâu. Tại ban nãy không biết Na có bao giờ về nhà của Ti chơi chưa? Dạ em có thỉnh thoảng đến. Tại ban nãy anh ở nhà của Ti á, anh thấy cái năng lượng của Ti khác. Ở đây là tại vì mấy chị á là ai cũng biết. Ai cũng biết rõ như vậy luôn là Ti như vậy. Ti như thế nào, Ti thể hiện như vậy. Nói chuyện rất là vui, chị em rất hợp nhau luôn. Còn đến nhà chơi thì em cũng chỉ đến nhà cũng buổi chiều ra ca như vậy thì cũng có em với Ti nhà cũng nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ vậy đó. Ti chưa come out với gia đình mà đã tham gia chương trình Real Life rồi. Lên sóng như vậy rồi cho tất cả mọi người đều biết thì anh thấy đó là một cái sự rất là mạo hiểm á. Anh không biết Na nghĩ gì về chuyện này khi mà Ti nói là em sẽ tham gia chương trình này. Na biết đúng không? Dạ biết. Ti cũng nói với em là ở nhà Ti nói chuyện với ba cũng khó lắm. Ti nhiều khi cũng muốn công khai với tính của mình với ba, để ba mẹ là người gần mình nhất mà. Muốn ba mẹ hiểu mình nhưng mà lại khi nói ra thì suy nghĩ của người lớn chắc là khác với trẻ. Cho nên là khó chấp nhận được. Em nghĩ là khi Ti tham gia chương trình này thì có thể là đúng là mạo hiểm, thì có thể là ba mẹ là từ mặt luôn. Hoặc là nếu như mà đôi khi có thể sẽ suy nghĩ lại. Bởi vì có nhiều người nói, nhiều thứ tác động. Xã hội bây giờ mình đã chấp nhận rồi. Nên là em nghĩ là mạo hiểm thì cũng có, nhưng nó sẽ đổi lại là cái sự đồng tình của ba mẹ. Rồi theo quan điểm riêng của bé Na nhé, thì cái việc của Ti cần bây giờ là làm gì để cho cuộc sống của Ti tốt hơn, để Ti có thể mạnh dạn come out bản thân của mình với mọi người hơn? Theo em á thì Ti cứ nên sống thật với bản thân mình. Bởi vì khi như vậy Ti mới thấy thoải mái nhất. Lúc mà mình thoải mái nhất, mình tự tin nhất thì mình sẽ làm mọi việc đều giỏi hết, đều tốt, hoàn thành tốt, em cũng vậy. Khi nào mà mình thấy tự tin, mình cứ nghĩ mình đẹp, người ta nói gì cũng được. Nhưng mà mình đẹp, mình giỏi về việc đó, mình biết mình khả năng như thế nào thì mình cứ tự tin mình làm. Tâm trạng mình tốt nhất là mình sẽ đạt được thành công. Em thấy ở Ti thiếu sự tự tin về bản thân Ti đúng không? Dạ đúng rồi. Ti cũng còn hơi rụt rè một tí. Suy nghĩ của Ti thì cũng đôi lúc bị chông trên, người này nói, người kia nói thì lại không nghĩ đến mình, cứ nghe người ta. Chuyện tình yêu đó. Dạ. Ti có tâm sự với bé nào? Trời ơi, nó không những bạn Ti này không những tâm sự mà còn khóc với em nữa.
Em không nghĩ là tim mong manh tới vậy luôn á. Trong cái cơ thể của một bạn trai đi cũng phải có một chút gì đó gọi là mạnh mẽ, mà tuy nó nói tới tình cảm là khóc. Tâm hồn của một bé gái đúng không? Yeah. Trời ơi, bé gái mà nhỏ tuổi nữa. Mà rất là bánh bèo đó đúng không? Dạ, yeah, bèo chú. Hồi đó đi học là cũng có quen, rồi chia tay, không hợp chia tay. Lên đây rồi cũng đi làm, rồi cũng quen hai anh. Cuối cùng lại cũng không hợp, lại chia tay nữa. Mà cuộc tình nào cũng sướt mướt, nước mắt chắc như lũ miền Trung. Hỏi Ti đi, thì khi mà chị Na đã đồng hành với mình thời gian rất là dài ha, còn chia sẻ với mình và giúp đỡ mình rất là nhiều, vậy có bao giờ em nói lời cảm ơn hay là em nói những cái điều gì đó mà gửi tặng lại cho chị Na chưa? Lúc em làm chị Na thì em chưa nói là cảm ơn chị Na. Sẵn lên chương trình đó là em cảm ơn, em nói với chị Na luôn những tấm lòng của em là em cảm ơn chị nhiều. Thời gian giúp đỡ em nha, là người luôn chia sẻ đồng hành với em. Anh muốn hỏi Na là ví dụ như tập Real Life lên sóng, bố mẹ của bé Ti sẽ phản ứng mạnh, thì Ti cần làm gì Na? Em thì cũng khó mà. Nói tới phụ huynh là nhạy cảm lắm. Khó thật sự. Tại vì em tiếp xúc nhiều phụ huynh mà. Nếu mà phản ứng mạnh quá thì chắc là Ti cứ để cho ba mẹ ngoài một thời gian đi. Tại vì cái gì càng nóng mình cứ càng nói vô thì có khi phản tác dụng. Cứ để một thời gian xong rồi lại cứ giải thích rồi nói, cứ thì thầm to nhỏ vậy á. Em nghĩ là chắc là nước chảy đá mòn thôi. Nhân dịp cái tập Real Life ngày hôm nay á, anh chỉ muốn cảm ơn Na thôi. Vì anh biết là ngay cả anh hay là những cái bạn trong cộng đồng của anh, họ rất cần những cái người đồng hành. Tại vì nhiều khi bọn anh cô đơn lắm mà. Tại vì bọn anh cảm giác là mình là cái kẻ cô đơn nhất ở trong cái thế giới này luôn á. Nên thật sự một cái người đồng hành như em nó rất là đáng quý. Anh chỉ muốn cảm ơn em vì đã chia sẻ tất cả mọi cái cung bậc cảm xúc mà thậm chí gia đình của Ti cũng không thể chia sẻ được với Ti. Anh hy vọng là bé Na lúc nào cũng xinh xắn như vậy, cũng là cũng vui vẻ và có thể truyền được cái năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh như vậy. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, em cũng cảm ơn anh nhiều. Rồi, Ti. Anh mong là khi tập này phát sóng thì phụ huynh em đương nhiên sẽ biết và có thể phản ứng. Anh mong em mạnh mẽ. Tất cả mọi thứ mình muốn giải quyết nó mình phải đối mặt. Em đã muốn tham gia chương trình này rồi, là em đã mạnh mẽ rồi, em quyết tâm rồi, em mới dám công khai rồi. Rồi em sẽ đối mặt nhé, và anh tin là sau khi em come out được rồi thì tất cả mọi người hiểu nhau rồi, thì ở nhà em sẽ thoải mái như ở đây vậy, tại vì ai cũng thương em hết nhá. Và anh cảm ơn em, cảm ơn hai chị em đã cùng tham gia chương trình ngày hôm nay.